hành hương. Mỗi lần về thăm quê hương, tôi lại theo gia đình, bạn bè đi hành hương Đức Mẹ La Vang thuộc giáo phận Huế, Đức Mẹ Tà Bao, Phan Thiết, Đức Mẹ Núi Cúi, Xuân Lộc và đền các thánh tự đạo Hải Dương. Đến đâu, tôi cũng nức lòng trước lòng thành kính sốt sắng của đám đông hành hương, gồm tín hữu Công giáo cũng như tín đồ các tôn giáo bạn, cả những anh em vô thần kín đáo, ẩn danh. Và ở đâu, hình ảnh đám đông từ khắp nơi tuôn đến gặp Đức Giêsu trong tin mừng Mát-thêu cũng trở lại trong tim ốc và làm tôi hớn hở, vui mừng trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Như tâm tình dạt dào hạnh phúc của Đức Maria trong bài ca ngợi khen Magnificat khi Đức Mẹ đến thăm bà chị họ Elizabeth. Tin mừng Mát-thêu thuật lại: thế rồi, Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn, tật nguyền trong dân. Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Syri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn, tật nguyền. Những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt và Người đã chữa họ. Từ miền Galilê, vùng thập tỉnh, thành Jerusalem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người. Ngắm nhìn anh em từ khắp miền đất nước tuôn đến hành hương, cầu nguyện, tôi thấy đám đông dân chúng kéo đến gặp Đức Giêsu ngày xưa ở Galilê cũng không khác đám đông đồng bào lương giáo rủ nhau đi tìm Đức Giêsu đấng cứu độ. Đức Maria, mẹ rất thánh của Ngài, các thánh tử đạo cha ông, những chứng nhân đức tin hào hùng và gương mẫu đức ái quả cảm. Hành hương đi tìm. Phần đông những người đến hành hương đều là những người đi tìm. Sở dĩ đi tìm vì trên hành trình cuộc đời họ đã tìm nhưng chưa gặp, hoặc đã gặp nhiều nhưng không là đấng họ mong ngóng trong đời. Họ còn tìm một đấng đáng tin, đấng không lừa dối, gạt gẫm, bịp bợm, đấng không ép họ uống bùa mê thuốc lú, đấng không ngôn hành bất nhất, không lợi dụng lòng thành, tính đơn sơ, hồn nhiên, chất phác và hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo, bế tắc của họ để làm tiền và biến họ thành con tin suốt đời lệ thuộc một thế lực thần linh làm sợ hãi. Họ còn tìm một đấng quyền năng nhưng nhân hậu, uy lực nhưng đầy lòng thương xót, thấu suốt mọi sự nhưng rộng lượng bao dung, nói tắt là thương họ. Vì đời người nào xem ra cũng ít nhiều bị bầm dập bởi bạo lực và là nạn nhân của bất trung, bất nhân, bất nghĩa. Họ còn tìm một đấng có trái tim người mẹ để được ủi an, vỗ về, có tình thương của người cha để vực dậy, nâng đỡ, có tình yêu của mục tử sẵn lòng hiến mạng sống vì sự sống và hạnh phúc của đàn chiên. Bởi đời họ ngổn ngang trăm nỗi sầu tuổi, thương đau, nhục nhằn. Họ còn tìm một lẽ sống, một lý do cho đời sống hướng đi, ý nghĩa, giá trị. Vì bấy lâu phần đông trong họ đã sống mà không biết tại sao sống. Sống để làm gì? Chết rồi đi đâu? Về đâu? Nhất là tại sao phải sống để rồi phải chết? Không ai đã trả lời thỏa đáng những vấn nạn ngày đêm dằn vặt thiêu đốt tâm can này. Vì thế họ đi tìm đấng có quyền ban cho họ niềm vui sống, hạnh phúc sống, mặc dù cuộc sống không luôn đẹp như mơ, không luôn hiền như biển lặng. Họ cần tìm một đấng cứu độ đích thực, để không chỉ cứu họ khỏi đau ốm, tật nguyền
khỏi khó khăn gia đình, bế tắc kinh tế, trắc trở tương quan, mà còn chữa lành những căn bệnh thiêng liêng, tinh thần, nội tâm mà chỉ họ và đấng ấy biết. Do đó, khi đến linh địa, người hành hương không chỉ đến cốt để xin ơn này, ơn nọ, khấn vái nhu cầu này, nhu cầu kia. Rồi khi được ơn và nhu cầu tội nguyện thì hí hửng tạ ơn, cúng tiền. Nhưng khi phải tay trắng trở về thì lòng buồn rười rượi, khó chịu, bực bội, than trách. Có nhiều quan điểm chống lại việc xì sụp khấn vái xin ơn ở những nơi hành hương, vì cho rằng người ta đã quên bổn phận quan trọng nhất của người tín hữu là thờ phượng, ngợi khen và sẵn sàng đón nhận thánh ý Thiên Chúa, nghĩa là không để việc xin ơn cho mình làm lu mờ việc thờ phượng Chúa và đón nhận thánh giá Chúa trao. Thực vậy, khi đặt vấn đề này, chúng ta đừng quên đám đông ngày xưa đã kéo đến với Đức Giêsu, trước hết vì họ đã được nghe danh tiếng của Ngài qua người này, người nọ. Danh tiếng ấy là người đã chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn, tật nguyền trong dân, và họ đã đem đến cho người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt, và tin mừng khẳng định người đã chữa họ. Như thế, Đức Giêsu đã vui lòng đón nhận đám đông đến với Ngài với tất cả bệnh hoạn, tật nguyền của thân thể, bằng chứng là Ngài đã làm phép lạ chữa họ, bởi Ngài biết và thấy họ đến với Ngài với cây thánh giá sần sùi chịu nặng trên vai họ và trên hành trình thánh giá với thánh giá cuộc đời, đủ loại, đủ cỡ, với sức nặng của đau đớn thân xác, khổ đau tâm hồn, của đói rét, nợ nần, mặc cảm, bị đời đàn áp, vu khống, tẩy chay, xử tệ, bỏ rơi, bắt nạt, ăn hiếp, kết án oan uổng. Họ đến với Chúa với thánh giá có sẵn trên vai, nặng trĩu trong hồn, chứ không thanh thản, ngon lành, vô can như khách du lịch. Với đôi mắt của Thiên Chúa đầy lòng xót thương, Đức Giêsu nhìn thấy thánh giá của mỗi người đến với Ngài trên đường hành hương. Đức Mẹ cảm được sức nặng thánh giá trên vai mỗi người hành hương vì Mẹ đã từng vác. Các thánh tử đạo hiểu được nỗi lo sợ và yếu đuối của phận người bé bỏng, mong manh trong gian truân, thử thách, nên chúng ta không cần phân loại anh chị em đến hành hương thuộc loại nào, đội ngũ nào, khi tự cho mình quyền phân biệt ai đến để xin ơn và ai đến để thờ phượng. Thiết tưởng việc đó không thuộc quyền của chúng ta, vì đôi mắt của chúng ta thường thiển cận khi phán xét anh em. Đằng khác, chúng ta cũng phải học với thánh tông đồ Philippe, tinh thần cởi mở, hồn nhiên và trân trọng người khác trong truyền giáo, khi trả lời với Nathanael: "Cứ đến mà xem." Khi ông này muốn biết Đức Giêsu là ai. 2. Hành hương đi học. Ngay sau đoạn tin mừng chúng ta vừa chia sẻ, thánh Matthew viết tiếp: "Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa,
anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Tin mừng kể rất rõ, Đức Giêsu mở miệng dạy họ, nghĩa là đám đông không chỉ đến tìm Đức Giêsu đấng cứu độ để được Ngài chữa lành những vết thương trên thân thể và trong tâm hồn, mà còn đến để học với Ngài, để nghe Ngài chỉ bảo đường ngay nẻo chính, hướng dẫn vào cuộc sống hạnh phúc bình an. Đức Giêsu đã dạy đám đông đi theo Ngài con đường hạnh phúc thật. Khi đám đông bất hạnh vì đói ăn, thiếu mặc, vì sầu buồn, khóc lóc, vì mất số, mất cửa, có khi mất cả mạng sống do hăng say tranh đấu cho công lý, hòa bình, vì bị vu khống, mạ lị, tẩy chay, bách hại khi xả thân loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Trước mặt Ngài hôm đó là đám đông gồm những con người đau khổ, và Ngài đã chạnh lòng thương họ. Ngài thương cuộc sống lầm than, lam lũ, vất vả của họ và dạy họ hiến chương nước trời khi mở ra cho những con người buồn phiền hơn vui này hạnh phúc Thiên Chúa dành cho họ. Học với Đức Giêsu khi đi hành hương là học khiêm nhường, hiền lành, học nghèo khó, trong sạch, học công bình, xót thương, học hy sinh, hiền mến, hiến mình, học nhẫn nhịn, chịu đựng, học quả cảm, kiên cường, nhất là học phân phục thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, tình huống. Bởi mục đích của việc học là để mỗi ngày trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu hơn, nên một với Thiên Chúa trong mọi sự, như Đức Giêsu đã dạy. Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Vâng, đời người Kitô hữu là cuộc hành hương dài, vất vả. Trên đường hành hương này, chúng ta đi tìm gặp Thiên Chúa trong tâm hồn, nơi anh em giữ lòng giáo hội qua các biến cố và ở những nơi Ngài chọn để tỏ lòng thương xót của Ngài. Mau lên đường hành hương La Vang, mẹ ta sáng nữ vương thiên đàng. Đây là vang tình mẹ chưa cha, 200 năm còn con hí hoan. Còn con dân Việt Nam một người đi nhờ, mẹ yêu thương Việt Nam thiết tha vô bờ. Chưa cha 200 năm còn con hí hoan.